Thân chào tất cả các em, đồn của chúng ta đã về và số lượng về thì rất là nhiều, về số lượng rất nhiều sẽ đủ để phục vụ cái mùa Tết của chúng ta luôn. Tại vì thường thì Tết chúng ta sẽ có tiền lì xì, chúng ta sẽ tậu những em này về, tậu con chúng ta về ha. Thì mẫu này là sẽ có Trung Cúc và Vi, còn mẫu này thì chúng ta sẽ có 4 mẫu. Trung Cúc nè, em Trung Cúc nè, có 4 mẫu là Trung Cúc này, Vi này, Suga và Chimin nhá. Vi đây, Suga đâu, Chimin đây. Em Suga đâu, nằm ở cái thùng kia hả? Nói chung là cái mẫu này là sẽ có 4, cái đôn này sẽ có 4 mẫu Trung Cúc, Vi, Chimin và Suga nha. Thì đôn này chị Mập bán có giá là 250. Đôn này có giá là 150 một đôn. Đôn này có giá là 150 không quần áo nhá. Còn có quần áo thì sẽ có giá khác. Thì bây giờ chị sẽ giới thiệu đến quần áo của các bé đó. Rồi bây giờ chị sẽ xuống dưới đây giới thiệu về cái đôn trước đi, rồi xong rồi lát nữa là chị sẽ giới thiệu về những cái món nước rửa tay với lại cái ốp điện thoại đã về lại ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu đến cái đôn hồi nãy. Hồi nãy chị nói là đôn mà đôn nu mà đôn không có quần áo ấy thì có giá là 150. Còn đôn có áo và có nón như thế này có giá là 200. Giày riêng nhé các bạn nhé. Giày thì có giá là 50.000 một đôi. Đó. Giày và kiếng là riêng nha. Kiếng là 70.000. Giày là 50.000. Đây là một bộ của em Trung Cúc. Và đây là một bộ của em Vi. Áo và nón, nếu mà các bạn mua nu không có giá là 150. Các bạn mua cả nón và cả áo như thế này thì có giá là 200. Giày là tính riêng ha. Rồi trong những cái loạt áo của các đôn này ấy, thì sẽ có các mẫu này nữa. Đây, áo len này có giá là 50.000 nha. Áo len này nữa. Đó. Rồi những cái mẫu mà bên chị may, bên chị Mập vẫn may những cái mẫu áo kiểu hoặc là mẫu gì đó các bạn đưa mẫu sang thì bên chị Mập vẫn may bình thường nha. Tùy theo bộ, tùy theo áo, ví dụ áo như thế này in luôn như thế này thì có giá là 50.000. Bộ như thế này mà cái quần rớt đâu rồi. Chị để lại làm mẫu mà quần rớt đâu rồi, có giá là 50.000 một bộ. Còn cái áo hút đai như thế này ấy thì có giá là 100 đến 150, tùy theo các bạn may ở trên có tai hay là có lót ở trong hay như thế nào nhá, từ 100 đến 150 nhá. Giống như cái bạn này, ví dụ như các bạn mua cái đôn như thế này. Cái này là chị để lại làm mẫu đây. Các bạn mua đôn như thế này, một em đôn và một cái áo như thế này thì có giá là 250 nhá. À lộn, có giá là 200 chứ, chị lộn. Có giá là 200 như thế này nhá. Đó. Có tai thú luôn. Tùy các bạn mua may tay thú hay các bạn may tay gì hay các bạn in hình gì lên thì là đều có nhá. Đây là quần áo, bọc quần áo với lại nón đây. Sẽ đủ để phục vụ các mùa Tết cho chúng ta luôn ha. Rồi, đây là nước rửa tay. Nước rửa tay hôm bữa về một số nhưng mà hôm nay hôm bữa về nhưng mà đã hết rồi. Thì hôm nay chị Mập có về lại. Thì hôm nay nó lại có hương là hương trà xanh. Hôm bữa chị thấy hương lavender với lại hương của hoa mặt trời ấy. Thì hôm nay toàn bộ nó là hương trà xanh thôi. 40.000 một nước rửa tay như thế này. Bây giờ hiện tại đang sale 50% thì chỉ có giá là 20.000 thôi. Các bạn nào nhanh tay đặt hàng nhé. Tại vì số lượng sale bên chị là sẽ sale đến hết tháng này. Hết tháng này sẽ không còn sale nữa. Hết tháng này sẽ không còn sale nữa. Có đủ tất cả là 7 mẫu luôn nhé. Có đủ tất cả là 7 bạn. Tại vì không có nhóm, không có van. Tất cả đủ tất cả là 7 bạn nhá. Rồi sang tới bên này thì cái ốp điện thoại như thế này chúng ta sẽ có đủ 7 thành viên và một nhóm. Ốp này là ốp đa năng, có thể xài cho iPad thì chị Mập chưa biết, chị Mập chưa có thử vô cái iPad nhưng mà chị Mập có thử vô điện thoại của chị Mập thì rất là to và sử dụng được nhá. Cái này chúng ta thể kéo giãn ra được. Nhưng iPad thì chị chưa biết, tại vì có một số bạn IB hỏi chị là chị ơi có xài iPad được không thì chị chưa có thử. Tại vì nhà chị không có iPad để chị gắn vào chị thử nhá. Nhà chị chỉ có cái tab to thôi cho nên là không có gắn vào được. Còn cái iPad thì chị không biết. Không biết là có gắn vào được hay không. Thì có đủ là 8 mẫu luôn. Tata rồi Shoki, Cookie nè. Rồi Chi này kia này có hết. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ qua cái bên này. Cái này đó là cái bông móng tay.
cái bấm móng tay của chúng ta thì cái này nói chung là cũng rất là cần thiết cho chúng ta đúng không? Cái này là bấm móng tay nhưng mà ở trên lại có những cái hình của BT21 rất là xinh. Mỗi một gói, mỗi một cái sẽ được để vào trong một cái gói túi zip như thế này. Đó, có giá là 25.000 một cái, có đầy đủ thành viên luôn. Có đầy đủ các thành viên luôn nha. Rồi đây là những cái móc khóa mà đợt trước chị Mập về một số. Xong rồi hết, hôm nay chị Mập lại về lại này, có đủ cả 8 mẫu. Có đủ 8 mẫu luôn nhá. Có đủ 8 mẫu luôn. Cookie nè. Ở trong đây có một cái cây kem, một cookie và một cái móc. Và ủa, cái em này là em không phải cookie, em này là em Chimin. Tại màu hồng chị lại nhìn, chị lại tưởng em kia. À, em Chimin nè. Đó, rồi Tata. Có cả cái biểu tượng, rồi có tên luôn ấy các bạn. Hồi đợt chị có ấy rồi đấy. Còn đây là cái bom, bom của nhóm nhé. Cái bom của nhóm nhé. Thì cái này thì nó tương đối là hơi mắc, có giá là 70.000 một cái. Tại vì nó làm cái mô hình nhỏ ấy, biểu tượng của nó rất là thật luôn, giống y như thật luôn ấy. Đây, bóng móng tay của chúng ta đây có đầy đủ hình luôn nhé. Đầy đủ 7 thành viên và một nhóm. Rồi, tiếp theo nữa thì cái này chị cũng không biết là chị nhập cái này về để làm gì với cái này đây, chị cũng không hiểu. Thì khi chị hỏi thì họ nói là ví dụ như mình kẹp vào như thế này, xong ở trong đây là những cái dây hay những cái gì đó, móc vào cái gì đó chị không biết. Bạn nào biết thì nói cho chị biết với. Nói chung là chị cũng hơi gà mờ về cái này, không hiểu để làm gì nữa. Thì có hai cái đầu và có tên ở giữa như thế này. Theo như ở trên web chị mua thì chị thấy là họ móc những cái dây gì ở trong đây rồi và kẹp lại thì phải. Còn cái này thì chị không biết là để làm gì. Mình mua về để làm gì không biết. Thì cái này có giá là mười mấy ngàn đấy, 12.000. Cái này có giá là 12.000 một cái. Cái này có giá là 12.000 một cái. Có đầy đủ tất cả các thành viên luôn. Đó. Đây là một số hàng hôm nay chị Mập đã về nha. Các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào. Tại vì là đang là sale đó, cho nên là cái chương trình này rất là hấp dẫn đối với chúng ta. Cái gì nhỉ? Cham cũng đã về rồi nhá. Cham đủ các mẫu cũng đã về rồi. Đây, tất cả các mẫu cham đều đã về đủ 8, 7 thành viên và một nhóm đã về đủ. Tất cả đều đầy đủ, có giá là 6.000. Rồi. Đó. Tất cả đã là tất cả hàng về hôm nay thì chị Mập đã quay ở đây rồi. Các bạn nhanh tay đặt hàng ha. Những đôn thì đã về số lượng rất là nhiều rồi nha. Và bạn nào muốn may đồ cho con để mặc Tết, để sắm sửa quần áo để mặc Tết thì cũng liên hệ với chị, gửi mẫu qua chị để bên chị sẽ may cho nha.